Tập 8. Đang làm gì vậy? Đây là bản thông báo chung. Bởi vì gần đây chúng ta rất bận nên không thể tụ họp lại với nhau được. Vì vậy nếu như sau đây có ai muốn thông báo chuyện gì cho người ở ổ gà mờ biết, thì ví dụ như là tôi trở thành nhân viên chính thức, tôi có thể dùng cái này để thông báo. Cái này được đó, sau này tôi bận việc ở ngoài không thể làm cơm cho mọi người, tôi cũng có thể dùng cái này thông báo được rồi. Nghe hàng chưa? Đợi đã, qua đây một chút, được rồi. Tôi cứ cảm thấy như thiếu mất cái gì đó. Chờ chút đã. Đang làm gì vậy? Cái này dễ tôi giống quá vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy mặt của tôi nên thơm một chút đi. Tôi muốn thêm một bông hoa vào đây. Bộ đồ này nữa. Dễ thêm bông hoa vào giúp tôi với. Không được đâu, tôi xấu đến vậy sao? Mặt không đẹp rồi, như chiếc giày vậy. Đôi khi là tôi sao? Anh dễ đẹp quá. Đi, tại sao ông Tuyết lại đẹp hơn tôi vậy? Ông Tuyết dĩ nhiên là đẹp hơn rồi. Bức tranh này. Được rồi, dùng làm gì vậy? Lan Kiệt à, giấy phi phạm kế bên tôi được không? Lan Kiệt, giấy xong thì dán lên trên bản thông báo đi. Để Sa Sa. Đi. Sa Sa, anh có cái này muốn đưa cho em. Em chờ chút nhé. Đi, là gì vậy? Cái này là cây phát tài. Người ta nói là cái cây này thì sẽ phát tài đấy. Anh cho em cây phát tài này, cũng hy vọng rằng được phát tài, sau này mua thêm được nhiều quần áo xinh đẹp nữa, sửa soạn cho mình thật đẹp đẽ. Con tưởng là anh tốt quá. Có vị phát tài này cộng với trứng phát tài của em, chắc chắn là em sẽ thành nhanh chóng trở thành phú bà. Đúng vậy, đúng vậy. Con tưởng à. Bức ảnh này tôi đã đặc biệt lựa chọn, được rửa ra theo kích thước mà tôi yêu cầu, coi như là tặng anh miễn phí vậy. Cảm ơn. Nếu không có gì, tôi đi trước đi. Hồng quá, tối qua nói hay lắm. Thật sao? Là trợ lý xuất bản chỉ tôi đó. Không ngờ một trợ lý xuất bản bình thường lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc, khi cần định đoạt thì lại hoàn hảo không kẻ hở. Đứng vậy, bài phát biểu luôn còn rõ ràng như tác thẳng và mặt huyết khiết vậy. Nếu cô ta còn không hợp tác thì trong cô ta rất là thiếu thẩm mỹ. Tôi có nói quá đáng lắm không? Đúng là hơi quá đáng, nhưng mà hiệu quả không tồi. Nhưng mà cử chỉ lại quá cứng nhắc, cứ như người máy vậy. Tôi cũng thấy như cử chỉ đó có phải là thói quen của trợ lý xuất bản không? Đúng đúng đúng. Anh đã dạy tôi rất nhiều lần. Cô quý, cô có đồng ý không? Kết quả là mỗi lần tôi lại cô quý, cô có đồng ý không? Cô quý, cô có đồng ý không? Nè nè nè, tôi đã bận đến mức nào rồi, mấy người còn ngồi đây nói chuyện được. Hồng quá, cô qua đây. Dạ, theo địa chỉ này đi lấy hàng mẫu và ngày mai chúng ta phải chụp đi. Dạ được, mà lên đó. Alo, chị Ada đúng không? Em là Hồng Quả, em đã lấy được trang sức rồi. Bây giờ em sẽ về công ty ngay. Để về công ty làm gì? Sắp tan làm rồi. Không phải, bọn họ nói là món trang sức này vô cùng đắt tiền, cho nên em muốn đem tới công ty cất giữ trước. Đợi một lát, em sắp đến rồi. Công ty không có cách sắt, em mang nó thẳng về nhà, ngày mai đem đến công ty. Đem về nhà hả? Bọn họ nói là có tới 300 ngàn.
300.000 lận đó. Đồ đó tiền như vậy chị bảo em đem về nhà sao? Chỉ 300.000 thôi, mỗi biên tập chúng ta đều đã xử lý qua chuyện như vậy rồi, tự mình bảo quản đi. Được rồi. Cô không đói hả? Tôi biết ở gần đây có tiệm bánh bao rất ngon. Tôi đi mua giúp cô nhé. Đừng có đi, thiếu một người mi miễu mà đi ra là không thể chặn lại được. Người là sắt, cơm là thép. Cô cứ không ăn cơm như vậy, làm sao có sức để chặn mi miễu được chứ? Đây. Là gì vậy? Ăn cái này đi, anh sẽ có sức đó. Nước, nước. Hồng quá, ăn cơm thôi. Tôi xuống liền. Cứ như vậy không phải là cách. Mình phải tìm chỗ nào giấu mới được. Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt tụi bay. Hồng quả, cô không sao chứ? Hôm nay nóng như vậy mà cô ăn mặc lạ quá. Tôi bị cảm lạnh. Vậy trước khi ăn, tôi sẽ tuyên bố một chuyện. Ngày mai tôi sẽ đi làm. Vậy là chúng tôi không có cơm tối để ăn rồi. Không sao, tính chất công việc của tôi khá lớn. Không cần 9 giờ sáng làm, 5 giờ chiều về. Cho nên tôi vẫn có thể quay về làm cơm tối cho mọi người. Nó là công việc gì vậy? Bán nhà. Bán nhà thích hợp với anh sao? Tôi không biết nữa cho nên tôi muốn thử. Mập à, có phải bây giờ giá nhà tăng rất dữ dội không? Đúng vậy, ở gần bờ chúng ta đã tăng lên gấp đôi so với lúc mua rồi. Vậy không phải là anh đã trở thành triệu phú rồi sao? Không đâu. Phi Phạm, anh có mắt nhìn, anh nghĩ xem bây giờ có thích hợp đầu tư mua nhà không? Giá nhà tăng không phải là chỉ 1-2 năm rồi. Cá nhân tôi cho rằng đã qua thời cơ tốt nhất để đầu tư rồi. Thật ra nếu nhìn theo hướng lâu dài, đợi có lúc kinh tế nguy cấp này thì thị trường nhà đất sẽ trở thành điểm nóng đầu tư, giá nhà sẽ tăng lại thêm. Thật ra khoảng thời gian này nhà đất đã bắt đầu sốt rồi. Phi Phạm, không phải là anh không có hứng thú kinh doanh sao? Sao anh lại nói rõ ràng rành mạch đến vậy? Mọi người biết mục tiêu của tôi là làm một luật sư công ích. Muốn cống hiến vô tư được thì phải học từ cách tự mình kiếm tiền trước đã. Nên tôi cũng có quan tâm đến chuyện đầu tư, quan tâm thị trường nhà đất. Này Mập à, căn nhà đó qua đó đâu vậy? Tôi có thể đến xem được không? Được, anh đưa em đi. Ăn món này đi. Qua Tử, gì thế? Còn đồ ăn thừa không? Không còn, hôm nay mọi người vui quá nên ăn hết rồi. Cả đêm tôi chỉ ăn một cái bánh thôi. Hay là tôi làm một ít cho hai người? Nó giúp tôi đi, một món thôi là được rồi. Ông Tuyết à, đừng có sầu nữa. Hôm nay không chụp được thì ngày mai chụp. Vì loại tin tức này mà xuất hiện đếp văn thì không tốt đâu. Thật sự có đếp văn sao? Đánh thức làn da của đôi mắt. Làm gì vậy?
Không có gì. Kỳ lạ. Nóng quá. Không lẽ bị dị ứng rồi chứ? Anh cũng thích. Anh cũng thích được. Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt à? Người phụ nữ đó là ai vậy? Mẹ tôi. Giọng mẹ của anh trẻ vậy hả? Em không tin đâu. Anh gọi bà ấy đi. Mẹ. Con trai ngoan. Thật sự là mẹ của anh hả? Là mẹ của anh thật đó. Như vậy à? Đã xả nước tắm rồi sao? Anh còn chưa đến được. Cái gì vậy? Cái đồ dối trá này. Anh còn tắm với mẹ của anh nữa hả? Cướp rồi. Con là người phụ nữ như vậy, anh có biết mệt sao? Không liên quan tới cô đâu. Được rồi, cao thủ tình trường à. Thật ra gần đây tôi gặp một số vấn đề ở phương diện tình cảm, muốn hỏi anh. Tôi cảm thấy ở phương diện này cô hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Vậy thôi, không hỏi nữa. Được rồi, cô nói đi. Tôi đảm bảo không cười. Anh hứa đi, tôi thề. Là như vậy. Tôi cảm thấy là chứ Tạ Phi Phạm thích tôi. Anh đã hứa sẽ không cười mà. Đầu của cô bị rỗng mà. Tạ đại công tử làm sao có thể thích kiểu thôn nữ như cô được. Không phải đâu. Tôi nói cho anh nghe. Anh nghĩ đi, nếu anh ta không thích tôi, tại sao lại giới thiệu cho tôi vào Hương Tạ, còn giúp tôi được thăng cấp nhân viên chính thức, và còn cho tôi có bài kiểm tra của An nữa. Còn nữa, anh ta còn mua hộp cơm rất mắc tiền cho tôi. Hơn nữa, anh ta còn giúp tôi trả tiền thuê Sasa Cái Quốc. Đúng là một vấn đề rất lớn. Cho nên lần sau tôi sẽ giúp cô gõ đầu Tạ Phi Phạm, xem não của anh ta có phải rỗng không. Anh đừng gõ anh ấy chứ. Bây giờ tôi chỉ là đang nghi ngờ mà thôi. Cô có thể đừng quan tử nữa được không? Tạ đại công tử làm sao có thể thích học sinh tiểu học như cô được. Cô bị sao vậy? Làm gì vậy? Tôi rất thông minh. Tôi đeo hết mọi trang sức lên người luôn. Như vậy thì sẽ không bị mất. Cô còn chỉ thông minh thôi đâu. Cô chính là thiên tài. Năm, mười, mười lăm. Năm, mười lăm, hai mươi. Mười lăm, hai mươi. Mười lăm, mười năm. Anh bạn à, có thể nói chuyện nhỏ tiếng được không? Chuyên tâm nghe nhạc ca sĩ trên sân khấu đi chứ. Liên quan gì đến cô? Tụi tôi thích nói lớn, cản trở cô hả? Như vậy đi. Tôi thì uống với hai người. Nếu hai người uống chậm hơn tôi, vậy thì hai người hãy ngoan ngoãn ngậm miệng lại nghe nhạc. Thì uống rượu với tụi tôi hả? Lỡ cô thua thì sao? Tôi trả tiền rượu cho hai người. Được, tôi ăn chắc rồi. Một, hai, ba. Hứa chắc rồi đó.
Không muốn à? Chân của cô khỏi rồi hả? Khỏi rồi. Ban nãy cảm ơn cô. Quá ra anh cũng biết. Nói cảm ơn nữa hả? Tôi cứ tưởng anh không hiểu gì hết về quy tắc của trái đất đó chứ. Cô có thể nghe tôi hát thêm một bài không? Đương nhiên là được rồi. Nhưng có ý nghĩa đặc biệt gì không? Được. Bắt đầu thôi. Chúng ta hát thêm một bài nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng ban nhạc của chúng tôi biểu diễn trên sân khấu. Đây cũng là bài hát cuối cùng của ban nhạc chúng tôi. Tôi muốn tặng bài hát này cho một người bạn của tôi. Cảm ơn cô đã chuyên tâm lắng nghe nhạc của tôi. Không ai quan tâm phần trình diễn của tôi. Không ai muốn nghe. Cô có hiểu không? Tôi nghe. Là anh à? Hạnh phúc đã quên là ai? Phòng thư không gửi đi được, cũng không trả lại được. Lời tạm biệt tùy tiện, thiếu một chút kiên quyết. Tình tiết của câu chuyện không theo kịp mọi sự thay đổi. Nói cho anh, cần như thế nào để quay về như lúc trước? Nước mắt thay cho vẫy chào, mang theo nụ cười, để sau cơn mưa trời lại sáng. E rằng phải chăng nếu đã từng có, tự do của một người với hai đôi bàn tay. Tình yêu bị đóng băng trong kỷ niệm, lặng lẽ dập ra giới hạn trong lòng. Đêm mà không có em, bầu trời thật trống trải. Quay người đi và nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện cho ngày sau trời đẹp. Mùa mà không thể nói ra, dần dần khô héo. Hôm nay con thấy mẹ trẻ ra 20 tuổi đó. Thằng bé này đã học được cách nói lời ngon tiếng ngọt rồi. Biết bao lâu chúng ta chưa ra nước ngoài rồi? 20 năm rồi. Nếu con trai bà có tiền đồ thì sau này mỗi năm tôi đều sẽ đưa bà ra nước ngoài chơi. Không phải bây giờ nó kinh doanh Femina rất phát đạt sao? Nếu có tiến bộ thì sẽ thể hiện ở doanh số. Sắp ra nước ngoài rồi còn nói chuyện này nữa. Chớ đó, 100 triệu bảng. Bà cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ khiến cho doanh số tăng mà.
Có hàng gửi cho cô. Tới đây, tới đi. Làm phiền cô ký tên. Được. Tới rồi đây. Mau mang tới đây. Mau xem đi đây. Là gì vậy? Mở ra đi. Là cái gì thế? Thật hay giả gì? Do con bé gửi về thật đó. Nè, ở đâu? Đúng rồi, đó nè. Nhìn thấy chưa? Thật sự là tên con bé rồi, Hạ Hồng quả. Đây là con bé đúng rồi, giỏi thật đó. Thật sự là con gái của tôi, Tiểu Hồng quả của chúng ta đó sao? Đúng vậy. Thật sự là con gái Tiểu Hồng quả của cô rồi. Được rồi, tôi tới đi. Những thứ này lát nữa tôi sẽ giải thích với mọi người. Hôm nay tôi sẽ mở một cuộc họp nhỏ đơn giản trước. Tôi đến Femina được một tháng rồi. Theo như tôi biết thì trước khi tôi đến thì doanh số mỗi kỳ của Femina là 400.000 bản. Nhưng mà sau khi tôi đến đã tụt xuống 300.000 bản. Nhưng kỳ này cũng là kỳ quý khiết lãn bìa. Doanh số của chúng ta đã được lên 800.000 bản. Đương nhiên chuyện này gắn liền với sự nỗ lực của mọi người. Như Ngân, Mã Khúc, Hồng Quả, August, Bạch Vũ, Ada. Tôi thực sự phải cảm ơn mọi người. Chính bởi vì sự nỗ lực cống hiến của mọi người đã mới giúp một tay mơ mới vào giới thời trang hiện đại như tôi tìm được chút tự tin. Cảm ơn. Mọi người cũng biết tôi kỳ vọng doanh số 100 triệu bản giờ Femina, cho nên tôi có một chút ý tưởng. Được tôi cái đó đi. Mọi người nhìn xem, ở đây có những hạt cát mịn không cùng màu. Tôi muốn đổ chúng vào ly thủy tinh có nấc này, dùng nó để thể hiện doanh số của Femina. Mỗi tháng tôi muốn chọn một nhân viên xuất sắc nhất để người đó thực hiện nghi thức này. Vậy tiếp theo chúng ta hãy bầu chọn nhân viên xuất sắc nhất của tháng này. Mọi người nghĩ sao đâu? Tôi đề xuất Ada. Tôi đề xuất Tổng Biên Bạch. Bởi vì chuyên đề quan trọng nhất của tạp chí đều do Tổng Biên Bạch tự mình phụ trách. Hơn nữa bây giờ Femina chiêu thương rất thành công. Nếu doanh số của chúng ta mà nói là có được thành tích như vậy thì không thể nào quên được công lao của Tổng Giám Bạch. Tôi thì thôi vậy đi. Thân là một người mới vừa tiến thân vào ngành thời trang hiện đại, anh đã thể hiện được điểm mạnh của mình. Kế hoạch make up cho cô Andy, tiền đầu tư của anh đều rất thành công. Còn cả việc chụp ảnh trang bìa tạp chí của Quý Khiết lần này nữa, đây đều là những công lao có thể nhìn thấy được, đúng không? Tôi đồng ý. Nói thật, những công lao này không phải là của tôi, mà nên thuộc về Hồng Quả. Cho nên tôi đề nghị nhân viên xuất sắc nhất của tháng này là Hạ Hồng Quả. Tôi không được đâu. Tôi tán thành. Nỗ lực của Hồng Quả mọi người đều biết rồi. Tôi cũng tán thành. Tôi cảm thấy vậy đi. Được rồi, Hạ Hồng Quả. Cô có được số phiếu của số đông nên trở thành nhân viên xuất sắc nhất của tháng này. Giao cho cô đi. Dừng lại. Chị mới có nhiêu đây thôi à? Chị có nhiêu đó thôi. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ tới đó ngay. Lan Kiệt, đi thôi. Đi à? Vậy còn chỗ này thì sao? Đi đến studio chụp ảnh của Hương Tạ. Phi Phạm gọi điện thoại cho tôi nói là Miu Miu đang chụp ảnh tạp chí ở đó. Thật hay giả vậy? Chúng ta canh đến như vậy mà cô ta còn có thể chụp ra được sao? Nhiều người vậy à? Xem ra Tạ Phi Phạm không độc quyền cho cô rồi. Lan Kiệt, Ôn Tuyết. Miu Miu, có thể nói chuyện cô ẩn thân 2 năm trở lại đây để làm gì không? Mọi người cũng biết, lượng công việc của tôi rất nhiều, cho nên tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Mãi cũng không hề nghĩ đến vấn đề của bản thân. Khi tôi gác lại công việc lúc trước, trong 2 năm nay vẫn luôn ở nước ngoài học tập. Nhưng không phải là có tin tức nói là nguyên nhân chính thức khiến cô ẩn thân 2 năm là do có thai sao? Vậy bà của đứa trẻ có phải là ông chủ giàu có, đã có vợ đúng không? Không hề có chuyện này đâu. Chỉ là tin đồn nhảm thôi.
Nhưng mà nghe nói là ông chủ giàu có không muốn thừa nhận ông ta là ba của đứa trẻ. Hơn nữa gần đây tình hình kinh tế của cô không được tốt cho lắm, cho nên mới trở lại đúng không? Mong cô trả lời. Không thể nào đâu, không có chuyện như vậy đâu. Các bạn phóng viên, xin mọi người tuyệt đối đừng tin những tin đồn thất thiệt đó. Cảm ơn. Ông chủ giàu đó họ Lưu đúng không? Cô đã để đứa bé ở lại Úc đúng không? Bây giờ bé đã không có ba rồi. Cô cũng không muốn thừa nhận mình là đứa bé trước công chúng sao? Vậy cô có kế hoạch gì về đứa trẻ không? Tôi đã điều tra được người cùng với khách sạn với cô. Còn có một bé nam. Cậu bé tên là Miêu Thiên đúng không? Cậu bé là đứa con Quang có phải không vậy? Hơn nữa cậu bé theo họ Miêu của cô. Vì không có ba đúng không? Lăng Kiệt à, mẹ là cái đứa con nít không có ba. Không có ba, không có ba. Người ta không có bà đáng thương rồi, phải thương cảm với bạn, không được bắt đạt bạn chứ. Mẹ à, người ta đều nói con không có ba. Lăng Kiệt, con phải học cách kiên cường. Tuy là con không có ba, nhưng con có mẹ mà. Con muốn ba. Con muốn ba. Cô có thể giải thích được không? Cô hãy nói đi. Mong cô giải thích đi nào. Nói gì đi ạ? Trả lời đi cô Miêu. Cô Miêu trả lời đi. Sao lại hỏi người ta nhiều vậy chứ? Thật là quá đáng mà, hả ông quá. Cô không phải là trợ lý nghệ sĩ. Ở yên đây đi. Mong cô giải thích đi. Giải thích đi à. Giải thích chút đi cô Miêu. Cô Miêu à, giải thích chút đi. Cô Miêu, hãy nói đi nào. Chuyện gì vậy? Sao tắt đèn rồi? Để ôn tuyết. Đừng đi. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Bị mỹ nữ tát một cái cảm giác cũng không tệ đúng không? Cô đã ổn hơn chưa? Không sao, mọi việc đã qua rồi. Không sao, tôi đã sớm dự đoán được những chuyện này mà. Những phóng viên đáng ghét đó, nhưng không biết là ai đã làm việc tốt, tắt điện đi nữa. Thay đồ rồi đi thôi. Được, lau nước mắt đi. Sao giờ sớm vậy? Đừng nhắc tới nữa. Phỏng vấn được đối chừng đột nhiên cướp điện. Anh nói xem, nó sao cũng lạ. Ngay lúc những phóng viên đó đang truy hỏi miêu miểu chuyện tin đồn thì cướp điện. Có đào ra được sự thật đằng sau không? Đương nhiên là không rồi. Cũng may chúng ta đã chụp hình xong. Mọi thứ đều tốt đẹp, an toàn qua ải. Alo, là tôi đây. Cái gì? Trang phục quý khiết mặc chụp ảnh lần trước xuất hiện vấn đề hả? Xin lỗi, chúng tôi sẽ giải quyết sau. Xin lỗi nhé. Cô đang ở đâu vậy? Lập tức đến bộ phận biên tập. Lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc. Tôi từ lúc 12 tuổi đã bắt đầu hút thuốc rồi. Lúc trước khi tôi hút thuốc, các cô gái đều nói rằng tôi hút thuốc luôn rất ngầu, rất có mùi vị đàn ông. Mấy năm gần đây trào lưu thay đổi, con gái không còn thích đàn ông hút thuốc nữa, vì vậy tôi cũng không hút. Vậy anh hôn Ôn Tuyết lại là cái gì vậy? Chuyện tôi hôn cô ấy là kỳ lạ lắm sao? Không kỳ lạ, chỉ là hôn một cô gái xong bị cô ấy tát một cái kỳ lạ đó. Bởi vì tôi biết rằng anh sẽ không còn cưỡng hôn con gái. Nếu muốn hôn thì phải để bọn họ cam tâm tình nguyện cho anh hôn. Tôi đã tự tin rồi, giờ chắc là được rồi.
Alo, đồ ăn đến chưa? Chưa. Tại sao? Tổng biên, tôi không muốn cùng đội với Lăng Kiệt nữa. Nếu như chị không đồng ý, tôi sẽ từ chức. Không có người, ra đây. Lại làm sao nữa? Tôi biết rồi, anh làm như vậy là chắc chắn là có nguyên nhân. Tại sao vậy? Chúng ta là huynh đệ, cũng không thể nói cho tôi biết sao? Là Lăng Kiệt tôi đã tự mình đa tình, không có việc gì to tát cả. Ý tôi không phải vậy đâu, tại sao lại rút phích cấp? Cô thấy rồi mà, mục đích lần này là của chúng ta là phỏng vấn mì biểu. Nhưng mà khi mọi người truy hỏi cô ấy, anh lại dùng cách này để giải dây giúp cô ấy. Nhất định là có nguyên nhân rất quan trọng. Tôi chỉ là không nỡ nhìn một cô gái xinh đẹp bị ức hiếp. Không đúng, đối với những tin đồn kiểu này, anh cũng có thể được coi là có tinh thần chuyên nghiệp. Mặc dù đối phương có xinh đẹp, cũng không thấy anh mềm lòng. Hôm nay là cơ hội ngàn năm có một, lại thấy anh làm hỏng việc. Miêu Miêu, anh thuộc công ty truyền thông nào? Truyền thông vệ tinh Hướng Dương Lăng Kiệt. Tôi bằng lòng chấp nhận lời mời phỏng vấn độc quyền của anh. Đây đã. Đây là cộng sự của tôi, các cô hãy liên lạc với cô ấy. Cảm ơn anh. Không có gì. Hàng Đăng, lại đi. Tặng quà gì bây giờ? Ông Tuyết cũng sẽ thích gì đây? Chị ấy đó à? Tìm tôi có việc gì vậy? Nhìn coi nè, là cái gì đây? Trông quen quá. Nó giống như cái lần trước mà tôi đã mượn cho Quý Thiết mặc. Chính là cái đó. Mà ở đây đã còn có thêm một lỗ lớn. Sao lại như vậy chứ? Sự thật là vậy mà. Chuẩn bị bồi thường đi. Anh à, anh muốn tìm loại hoa nào? Tôi mua loại hoa gì cũng có điều cần lưu ý sao? Tất nhiên là có rồi. Mỗi loại hoa đều đại diện một ý nghĩa khác nhau. Đây gọi là ngôn ngữ của hoa. Anh nhìn hoa này đi. Nó đại diện cho tình yêu. Loại hoa này đại diện cho sự chúc phúc. Còn loại kia là chúc hạnh phúc. Cái này à? Đây là cỏ đuôi chó, đại diện cho việc yêu thầm. Anh à, anh xem màu sắc bó hoa này phối hợp như này có được không? À, cũng được. Cô có thanh toán bằng thẻ không? Có. Có thể viết vài lời anh muốn nói lên trên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông Mỹ Nhân muốn giải tán thì giải tán đi. Dù sao tôi cũng không muốn làm người níu chân cô ấy. Tôi không đồng ý. Vì sao? Không có gì sao cả. Vậy tôi xin nghỉ việc. Để chút đã. Để cô ấy đi, chi bằng để tôi đi. Tôi xin nghỉ. Được rồi. Tới đây thôi. Cả hai người không ai được nghỉ việc hết. Tránh ra. Tôi muốn ra ngoài. Cảm ơn, tạm biệt.
Được rồi, như vậy chắc chắn là được rồi. Chắc chắn là không được. Như vậy là quá lộ liễu rồi. Để tôi bay thêm. Tôi thấy là hết cứu rồi. Cô vẫn nên chuẩn bị tiền đền đi. Thật ra chúng ta đều trải qua việc vậy rồi. Những chuyện như vậy làm rớt quần áo, làm rớt phụ kiện là rất thường xuyên mà, đúng không? Đúng vậy. Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng. Phòng quảng bá thương hiệu thường thông qua giảm giá để thu lại một phần chi phí. Sau khi giảm giá thì tăng tiền, chắc là cô với công ty chia đôi đó. Nhưng mà tôi nghe nói nhiều công ty sẽ không chịu trách nhiệm để biên tập trang phục bồi thường toàn bộ. Nói như vậy thì hương tạ của chúng ta cũng được coi là có đạo đức rồi. Vậy cũng cần không ít tiền chứ. Nếu như tôi nhớ không thầm thì bộ đồ này là bản giới hạn hồng quả. Cô có mắt nhìn lắm đó. Thật sao? Cảm ơn lời khen của anh. Cô còn vui được hả? Như thế này là có nghĩa là số không ở phía sau đó. 1 10 100 ngàn 10 ngàn. Ôi, bắn tôi luôn đi. 10 người đó. Chào anh. Anh Tề Bay, đây là quà tặng cho cô Ôn Tuyết. Cô ấy không có ở đây. Vậy là phiền anh ký nhận giúp. Tạm biệt. Quà này tặng cho cô đó. Tôi không cần. Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là ký nhận thay cho cô thôi. Anh đừng tưởng tôi thấy nhìn thấy qua thì có thể xem như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Hy vọng anh cho tôi một lời giải thích, có được không? Cô nói bớt qua đây đi. Trước giờ tôi đều không hề giải thích. Có người đang hát kìa. Hát cũng không tệ chứ. Cho ít tiền đi. Anh làm gì có tiền chứ. Em thật là hiểu anh. Tiểu bảo bối à. Sao lại không hát nữa. Hát đi chứ. Anh đã hình như là có ý kiến với chúng ta. Đó là vì ngoại hình của anh có lỗi với khán giả quá. Tiểu bảo bối.